bầu anh bao nhiêu vợ anh bầu? 7 vợ. Thì không nghe. Thiệt. Cái người vợ đầu là ở đâu? Ở ngoài Kinh Hai nè. Đứng xe mặt đây nè. Ở ngoài Kinh Hai. Ừ. Là mình sống thời gian lâu không mà thôi. Không thể động cái gì. Rồi có người vợ thứ hai. Vợ thứ hai 10 tiếng. À cái người vợ đầu đi quay lại người vợ đầu anh có lụm không rồi sao mà bỏ nè? Tại nó theo người ta chứ lụm gì? À như là ít lụm mà bỏ không? Rồi bà thứ hai với Mương Xiến. Mương Xiến này nè. Sao bỏ anh? Tại đó bà già nó khó bỏ. Bà già vợ khó hả? Bà già ruột. Bà già ruột không chịu hả? Bà già ruột nó khó. Bà già vợ nó buồn đi. À. Rồi bà thứ ba, bà thứ hai đó mình có lụm hay chưa? Có tôi có xui. Tôi có cháu nội rồi. Vậy là con lớn hả? Lớn rồi. Rồi cái người vợ thứ ba ở đâu anh? Vợ bà với bà xã. Sao bà bỏ anh nữa? Người bà khó nữa. Bà vợ ruột anh khó. Ừ. Rồi mấy bà vợ buồn quá bỏ đi. Bỏ đi. Rồi anh có năn nỉ không? Không. Lúc trước mình ở chung nhà hay sao? Chung nhà. Đó cái nhà ngói còn đây nè. Rồi mình làm gì ba hay không ở chung nhà đó? Bà ngủ ghê, mình ngủ ghê cũng buồn. Rồi bà thứ tư ở đâu anh? Bà thứ tư ở Kinh Trà nè. Kinh Trà là người Trà luôn hả? Bà người Việt khỏi người Trà Việt mình á. Sao anh quen hay vậy? Tại chảnh đi đó đi dắt lúa rồi gặp dắt lúa thùng á. Cũng vì cái lý do gì mà bỏ anh nữa? Nói thiệt đi. Tại vì nó muốn ở mình bỏ mình đi. Kiểu mình làm bả không thỏa mãn hay sao? Nhưng không có tiền bạc rồi bất cứ bỏ đi. Vì còn không có tiền ha. Còn bà thứ năm sao anh bầu? Bà thứ năm ở đâu? Mà ở ngoài chỗ Cúc Máy Cúc. Nhà máy ngoài này. Nhà máy Cúc. Người dân tộc hả? Việt. Sao bà bỏ đi nữa? Không có, thì nó theo thằng chảnh á. Kiểu ở với anh rồi đi theo người khác hả? Nó ăn nhậu dắt cha ngày kia vô nhà rồi tôi cái tánh tôi không chịu rồi tôi chửi nó mới bỏ đi. Là cái thời điểm đi là thôi luôn hả? Ở tôi 5 năm rồi đó. Ngày cấp mà cũng định đó. Biết nhiêu chưa? Cũng định biết nhiêu chưa? 5 năm rồi đó. Lúc đó có con chưa? Con riêng của nó. Nó ở với chồng trước nó là đứa gái thằng trai. Rồi tôi nói về ở tôi đâu có đứa con nào. Rồi quyết định đi nhậu rồi bỏ anh luôn. Rồi tôi kêu về không về rồi tôi thôi luôn. Tôi nói bà vợ, tôi nói thẳng bà vợ luôn mà nói vợ gì đó là con bỏ luôn đó nghe. Rồi giờ bà vợ tôi bà còn thương tôi lắm quý. Bà thứ sáu đâu anh? Sáu Vĩnh Nhuận. Có ở không? Đó giờ có đi về đây không? Không có về. Là mỗi lần ấy xuống dưới hả? Mỗi lần nhớ con đi dưới thăm. Có con với bà đó luôn? Vậy là sáu bà vợ, bảy bà vợ anh có con hết luôn hay sao? Con hết luôn. Bên ngoài đứa. Bà sáu này, bà thứ sáu này mình còn qua lại không? Không. Như không có qua lại đó. Mà tôi ít nói chuyện. Có chồng khác luôn chưa? Chồng khác rồi. Rồi cái bà thứ bảy sao? Vậy cũng vậy đó. Rồi vậy, tôi không ở, tôi buồn cái gì. Tôi vợ ở ngoài thời gian rồi gì đây. Nó quýnh bài của chậu. Trong 7 tấm bà đó là bà nào cũng có con với anh chưa? Con nhỏ này tôi mới gặp. Nhỏ này chín bà. Là chín bà là sao? Em không hiểu. Gặp mà nhỏ này nó là chín nè. Rồi bà thứ 8 là ai? 8 người Kinh Trà. Kinh Trà nữa. 7 có 7 người ra, đứa này nó là chín đứa đó. Rồi bà thứ 8 ở đâu? Bà 8 đâu có. 7 thứ 8 với 7 sao tới 9 được? Từ 7. 7 đứa. Thêm bà này là bà thứ 9 hả? Ừ. Rồi bà thứ 9 thì mới quen. Mới. Có lụm mới chưa? Chưa. Sao quen hay anh bọc? Trời ơi, đâu quán nó rửa chén đục nguyên rồi nó sáng ra nó hỏi tôi anh bộ anh nắng gì không? Sao bà cua ông trước hả? Sao ông nói nghe?
Hôm qua cái cô trước mà ta thấy rồi, để ý rồi. Anh để ý anh biết ha. Ừ. Biết bao phái mình phải không? Ừ. Có hẹn mà, có hẹn mà lụm chưa? Chưa. Sao? Tính tính lên kế hoạch không? À, chừng nào nó vô nhà mình thì mình lụm mà, không vô thôi. Ở nhà nó đâu? Nhà nó chơi chỗ ngoài này nè. Nhà anh kìa, nhà nó đâu? Nhà. Nhà ông á. Đây nè. À, nhà anh bảo đây. Vậy là tính chở qua vô đây, bà biết nhà anh không? Biết, vừa đó vô kiếm tôi đi mặn, đi lấy cốt, đâu có nhà đâu. À, chứ kêu kiếm anh lụm quá anh bầu. Vô kiếm nhậu á. Bà biết nhậu nữa hả? À, nhỏ đó nó nhậu hơn vợ tôi nữa. Nhậu hơn cái nhỏ mà tôi nói với anh là tôi bỏ đó. Cái con vợ tôi là nhỏ mà anh cho cái tấm hình ông con ca đó. À, giờ tổng bà vợ là bao nhiêu bà nói lớn lên anh bầu? 7 bà. Bà thêm bà nữa là 8 bà. Đứng gần đây anh bầu không thấy. Tôi 8... xài vợ nhờ, tôi xài vợ hao đúng rồi. Trong 8 bà vợ đó bà nào mà làm anh cảm giác với anh bầu? Mà có ai làm cảm giác được, tôi nói vậy. Tôi làm cảm giác không làm thôi. Làm như bà cảm giác thôi hả? Ừ. Sao hay vậy? Ông đẹp trai hay là ông có lời lẽ nào mà bảo phái vậy? Ôi, càng đẹp trai gì, càng ăn cần bù phép rồi, đẹp trai gì? Là sao? Là sao? Bù phép? Cần bù phép à. Đi ra đường gặp. À, nhưng có duyên nợ gì đúng rồi. Người ta nạp mạng cho anh không ạ? À? Ừ. Nhưng có duyên nợ gì đó. Ồ. Vậy là cái khu này là anh chùm luôn hả anh bầu? Chùm. Đâu có ai 7-8 vợ nhanh đâu phải không? Không có ai 7-8 vợ như tôi đâu. Ừ, mà bà nào cũng có con hết trơn gì rồi, con có khi nào về thăm mình không? Có thằng cha trước tôi lâu lâu về. Rồi sao? Có cho tiền không? Về mà cho tôi không lấy, tôi còn tay còn đôi tay đi mặn được. Ừ. Cho nó nuôi hai đứa với nội tôi. Ừ, vậy anh bầu có xui luôn ha. Xui rồi. Rồi cái bà là thứ 9 nè, theo anh nói nè. Có con đâu, bà này không có con. Sắp sửa gứa bà dẹp phải không? Sắp sửa. Lụm mất thời gian chắc bỏ kiếm bà thứ 10 quá. Dạ à, nhỏ điều lắm nội. Hả? Nhỏ điều lắm. Em mà. Đã lắm ba, nhìn đủ té, nhìn ông nhìn tướng là thấy bất kỳ đó. Ừ. Sao buổi sáng bữa nào cũng chạy uống cà phê hay sao? Sáng đi mặn ra đó uống phê, nó chạy xe máy ra đó nó bán đồ tiếp bật nguyên. Ừ. Có khi nào mà bán đồ ăn chanh không tính tiền không? Trời trời đó, nó ở mướn người ta đó, như nó bán bưng mướn có con kẹo nó tính đó. Ừ. Tôi mới kêu tôi vẽ nó gõ cho vỗ kìa. Trong cái 7-8 bà đó có mình có đám cưới hết không? Không dắt không à. Có về trước đồ cứ. Ừ. Có về trước cứ. Về trước cứ. Còn mấy bà sau thì dẫn vợ. Ừ, vợ bà xã cũng cứ luôn. Là cứ 2 bà luôn hả? Đi thôi vợ trước gặp nổi bà xã cứ luôn. Ừ. Rồi mấy bà sau là dẫn ở không ha? Dẫn không à. Tôi giờ tôi dẫn không à, không cứ quên. Hầu như là mấy bà anh quen là biết nhậu chưa hết bầu? Biết. Có hai giờ trước tôi với giờ nhậu sau không nhậu. Có khi nào mà mình xỉn vô mới lụm không? Xỉn lụm sao nói. Hả? Xỉn sao lụm nói. Tỉnh không à? Ừ. Tỉnh thì nó cho không? Vợ gì không cho. Ừ. Không cho đập, không cho có chuyện à. Ôi, nhà mình kế mấy đường quá nhìn bọc, nhà mình đây phải không? Ừ, nhà tôi đó. Anh chỉ nhà nào đâu? Nhà tiếp đó cả. À, đó. Vậy mỗi lần lụm là mình đóng cửa là kế mấy đường căng quá anh bầu ơi. Căng gì do có buồn mà. Có buồn trống là căng gì. Sao đi ngoài không giao có gian ngoài nè? Không, cái này tôi đi lắm. Uống cà phê ngày có hai cử là cứ 4 giờ dưới chơi rồi gọi đó. Ừ. Từ ngày đi ra tôi đồ tôi nhậu lắm rồi. Ừ. Rồi biệt danh anh bầu luôn nhiều vợ. Dây.